Thịt mông gà thôi rồi ngon hình nọ. Cái này là đôi vòng tay để cho cháu con dâu. Châu nó không có cái này. Đôi vòng tay là che sau cuồng ngân có nào. Ờ đấy. Gọi là vòng tay cuồng búa lẩu ấy. Cuồng sông côn, sông tù lan vậy. Hàng sắp bánh ở gần cái đó đấy. Kinh đỏ sáng đấy, kinh đỏ heo đấy. Mình hình ảnh lắm. Báo cáo bắt chéo không? Rồi tàn thôi. Nó bị thôi. Hòa tàu đua tàu ma lớn ba đảo điểm cú điên ra thái khỏ ma hoàn lớn thượng đảo khỏ mi đầu thầy cái khả thái khỏ thứ mi à hiệp mi con thứ mi à có thất khen về thân yêu thở đua hạt tàu hạt ba khả năng cái khỏ có mi sẵn khỏ nói nhưng thôi đeo để chi tiết tôi hiệp tôi con đã đâu đây là một đôi vòng bạc, giá trị của nó là 5 đồng. Nếu mà hai vợ chồng uống cạn thấy đôi vòng thì được, không có đôi vòng không được đấy rồi khi nào nó nổi lên thì mới lấy được. Đấy là đồ. Không. Hôm nay mẹ con là còn nữa không ơi. Hai châu. Một châu thôi. Một châu. Cái này một bò thôi chứ không phải châu. Kỳ sĩ khao hài khao nữa. Kiểu vào xuống bến có khé là ai dây vàng xuống cái đây. Uống nhanh số cạp thì mới đấy thì lên mới đấy uống nhanh. Người đầu tiên nhất. Hai vị đàn ông này thích cái gì? Làm phai con cháu là bèo ai phú kiến la mà nữa. Làm phai bất chú. Ta ấy kiến lại bất chú. Ta kiến biết rồi cái này. Ta mặc lán khởi, hạc lán khởi. Ta kiến lại nữa. Bất nữ đây. Thằng tín nó nóng quá, bà có bất nữ đây, bất quân lên đây. Ô, báo cáo, bà đi. Rồi, rồi. Bà nhắn, bà không trang là, kia là cả hết của các cây rồi, nên là các cô... Rồi. À, bên lúc bên tàu, bên phái bên nam cũng hơn không bạn. Đấy bọn A phù bọn nhà cũng mới nói lên có cả khen bốn tàu níu. Bên hơn bên đảo, riêng A phù riêng nhà, hả mạng hả đi. Thằng mình đi đấy là A khỏe mang sự thở. Bên hơn bên đảo với nữa. Nó khó tao luôn. Trời giờ trắng. Tao đi đâu đâu. Chúng ta còn lại đó. Chẳng mà. Bắt được. Cái say rất có thể làm gì đó. Tí ngồi là không sao được. À cháu ngồi nhỉ. Con cha sống chè lào xíu mà. Hà Lan phải là Lan phải cũng luôn bất ngờ anh nên sang cả ở lầu xá é lầu sợ em ấy anh cấm cả hở ngớn cả hở mỗi người uống con không được uống à chém lên con chụp tài vậy đúng không hốt xe ơi hai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.